Nhắc đến mảnh đất Tây Nguyên, người ta sẽ nghĩ ngay đến mảnh đất đầy nắng và gió, mảnh đất với những cao nguyên, triền đồi rộng lớn, bát ngát, với những vùng đất đỏ bà dàn màu mỡ. Cứ vào độ từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm là mùa hoa cà phê nở. Những ngày này, trên khắp các nương rẫy của người nông dân được phủ lên bởi một màu trắng xóa của những bông hoa cà phê. Được biết, mùa hoa được chia thành nhiều đợt. Mỗi đợt hoa bùng nở từ 5 đến 7 ngày, rồi sau đó sẽ tàn nhanh và bắt đầu hình thành quả. Từng bông hoa cà phê mọc thành chùm dọc theo cành. Cánh hoa mỏng, nở tròn xoe đều và đẹp tinh khôi. Nhìn từ phía xa xa, những bông hoa cà phê nở đẹp như những bông tuyết nặng trĩu ở trên cành, hòa quyện cùng với khung cảnh đầy tuyết trắng xóa, khiến người dân lầm tưởng như đang ở châu Âu mùa tuyết rơi. Không những sở hữu vẻ đẹp đầy tinh khôi, hoa cà phê còn có mùi hương đầy dịu nhẹ, tỏa hương thơm thoang thoảng, ngát hương khiến cho những ai đi qua đều phải say đắm thưởng thức. Cũng chính hương thơm ấy của hoa cà phê đã thu hút đàn ong kéo đến để hút mật. Mỗi bông hoa cà phê đều chứa đựng công sức lao động của người nông dân. Theo thời gian, cây cà phê được chăm bón bởi bàn tay của người nông dân, áp dụng phương thức canh tác của chuyên gia nên cây cà phê vươn mình dưới đất trời, mạnh mẽ trưởng thành. Mùa hoa cà phê vì vậy mang theo nhiều niềm vui và kỳ vọng của người nông dân trong năm. Theo những người nông dân, dựa vào số lượng bông hoa ở trên cành, họ có thể đếm được số lượng quả cà phê sẽ chín ở trong vụ năm nay. Có thể nói, mùa hoa cà phê mang lại một nét đặc trưng riêng vốn có của mảnh đất Tây Nguyên, như đại diện cho con người nơi đây trong trắng và thuần khiết.